Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đối với khu vực Bắc Bộ trong sáng ngày hôm nay, quá trình hội tụ còn duy trì nên những cơn mưa vẫn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi của Bắc Bộ. Các khu vực khác mưa xảy ra ít hơn. Lúc này thì thời tiết se lạnh tại các tỉnh vùng núi và mát mẻ với các tỉnh còn lại thuộc Trung Du và Đồng Bằng. Đến trưa chiều trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ trên toàn khu vực, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, tiếp tục tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 28-32 độ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông, nên từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 4, thời tiết Bắc Bộ phổ biến là nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Thời gian tiếp theo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nên từ đêm ngày 16 tới ngày 18 tháng 4, khu vực sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa vừa mưa to. Đáng lưu ý là trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Với miền Trung, dọc theo các tỉnh Bắc, Trung và cả Nam Trung Bộ trời ít mưa, có nắng với cường độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trên toàn khu vực dao động từ 29 tới 33 độ. Dự báo trong 2 ngày tới, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây và nhiệt độ tăng dần lên. Sau đó sang tới ngày 16 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên khu vực sẽ xuất hiện mưa rải rác và nhiệt độ giảm nhẹ. Thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam của nước ta đang có những dấu hiệu chuyển mùa. Những cơn mưa dông về chiều tối xuất hiện nhiều hơn. Tuy lượng mưa và mật độ mưa không đều, có nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và không mưa, nhưng cũng đã cho thấy tiết trời đang dần bước vào giai đoạn mùa mưa. Trong 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng của vùng nhiễu động ở mực 1.500m từ phía đông di chuyển vào, nên khu vực vùng cao Tây Nguyên và cả Nam Bộ sẽ có xu hướng gia tăng mưa, tập trung ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm đạt lượng mưa khá lớn, trên 50mm. Lưu ý mưa dông trong giai đoạn này có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào thời điểm chiều tối, còn trong ngày thì trời có nắng, mức nhiệt độ sẽ tăng cao, dao động từ 31-34 độ tại vùng cao nguyên và từ 33-35 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ, mang đến cảm giác oi và nắng nóng trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, giữa khu vực Tây Bắc có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, giữa vùng núi có đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh,
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.